thưa đồng chí lãnh đạo đại diện cho hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, kính thưa các cụ, công các bà, các anh các chị, anh em bạn bè gần xa của hai bên gia đình, hôm nay hai gia đình nhà trai nhà gái chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Đỗ Đình Phúc và Nguyễn Hà Vi. Tại gia đình chúng tôi vô cùng xúc động về sự hiện diện của các quý khách. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý khách đã dành thời gian đến chia vui và chúc phúc cho hai cháu và gia đình chúng tôi. Xin kính chúc sức khỏe toàn thể các quý khách. Xin trân trọng cảm ơn. Why?
to love.